Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 24 tháng 2 năm 2023 giá tiếp tục tăng nữa nha bà con. Hiện tại giá mua tại vườn cụ thể như sau. Mít nhất có giá từ 72 cho tới 75 ngàn đồng một ký, trái từ 8 ký trở lên. Mít nhì là từ 62 đến 65 ngàn đồng một ký, trái từ 5 ký trở lên. Từ 30 ngàn cho tới 32 ngàn đồng một ký đối với mít chợ, mít sâu, trái nhỏ, dáng xấu. Thời điểm này thì mít trong vườn cũng không còn nhiều hết bà con, cho nên là từ mít thái cho tới mít ruột đỏ đều tăng giá cả. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Kính chúc bà con thật